Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị nước tiếng. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một bộ sản phẩm đến từ Game Polo. Thì sản phẩm hôm nay Vân muốn giới thiệu đến mọi người đó là bộ combo tủ chậu cabinet, lavabo và gương đèn led. Thì việc sử dụng tủ cabinet thì đã không còn quá xa lạ bởi vì với những người dân Việt Nam của chúng ta rồi. Thì bộ tủ này là bộ tủ chậu treo với hai ngăn và hai hộc như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm một khoảng không gian kha khá cho cái phòng tắm. Ở đây thì sẽ là cái màu trắng nha, màu trắng kết hợp chung với lại quai tay cầm màu đen tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Và ở phía bên cạnh các bạn có thể kê tem nhãn Apollo để mà tạo điểm nhấn được sâu sắc hơn. Ở phía trên này thì cũng sẽ là cái mặt đá màu đen được điểm xuyết rất là đẹp. Ở đây thì sẽ là một cái mẫu vòi đặt ở ngoài lavabo. Đây, vòi này được mạ vàng rất là đẹp. Thì ở cái bộ tủ chậu cabinet này thì các bạn có thể hoàn toàn được chọn lựa một mẫu vòi khác tùy thích theo nhu cầu. Và ở đây thì sẽ là một cái mẫu lavabo. Ở đây thì các bạn để bốn góc thì sẽ được vát cạnh kiểu cách như thế này. Lòng chậu rất là sâu để mà hạn chế hiện tượng nước bị văng ra bên ngoài. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng thêm một cái gương đèn led của Empolo. Ở đây gương đèn led thì sẽ được vo tròn bốn góc như này tạo sự mềm mại hơn. Và cái ánh sáng cũng là ánh sáng màu vàng cho những hình ảnh rất là chân thực. Ở đây các bạn cũng có thể tăng giảm ánh sáng nha, chỉ cần ấn giữ vào đây là được rồi. Đây, thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt, bye bye.